được xem là gia vị chủ lực của các món gỏi. Giấm sẽ làm cho món gỏi sứa tôm thịt thơm ngon, đúng điệu. Bạn chỉ cần cho giấm vào trộn với hành tây, cà rốt, thêm chút gia vị, nước mắm. Trộn đều rồi cho sứa, tôm thịt vào. Thêm ít nước cốt chanh rồi trộn nhẹ cho gỏi hòa quyện. Cái giòn sực của sứa đi cùng với vị ngọt mềm của tôm thịt, hòa lẫn vị chua nhẹ của giấm sẽ khiến món gỏi thực sự hấp dẫn. Thêm ít đậu phộng rang trên cùng là có thể thưởng thức ngay rồi.